Mới đây, Sở Y tế tỉnh Bình Dương phát đi thông báo khẩn với kết quả giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định vừa phát hai trường hợp nhiễm dòng phụ BA.5 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể, hai ca nhiễm ngụ tại thị xã Bến Cát và huyện Bảo Bàng. Đây là ca nhiễm dòng phụ BA.5 đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, theo cảnh báo của ngành y tế, có khả năng biến chủng mới lây lan nhanh hơn các biến thể cũ. Hiện ngành y tế đang khẩn trương khoanh vùng dập dịch ngành y tế tỉnh dự báo các ca mắc biến thể mới Omicron BA.5 tại tỉnh có khả năng sẽ tăng lên trong thời gian tới và số ca nhiễm vẫn còn trong cộng đồng. Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, ngành đang chuẩn bị các phương án kế hoạch từ trước để kịp thời ứng phó khi có ca nhiễm biến thể trên địa bàn. Song song đó, đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân để phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong 7 ngày gần đây, số ca nhập viện do COVID-19 có xu hướng tăng lên. Hiện toàn tỉnh có 99 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân đang điều trị tầng 3 và 97 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Trước tình hình trên, ngành y tế Bình Dương khuyến cáo với người dân cần tiêm vaccine để giảm nguy cơ mắc, giảm nguy cơ trở nặng và tử vong khi nhiễm bệnh. Người dân chưa tiêm vaccine mũi 3 và 4 cần đến các trung tâm y tế, trạm y tế xã phường để tiêm để phòng trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. BA.5 được biết đến là dòng phụ của biến thể Omicron và đang gây ra làn sóng dịch COVID-19 mới trên toàn cầu. Giống như dòng phụ anh em BA.4, BA.5 cũng đặc biệt có khả năng né tránh được hệ thống miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc mắc bệnh trước đó.